Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đi lên nhà ông chú quay bộ sưu tập diều của ông nha. Đó, chiếc máy bay này làm sau cùng. Đây, ông quay đây. Ông quay đây, ông quay 3,5 mét đây, ông quay này làm xong mà chưa cắt cánh đây. Quay vô đây thấy nhỏ gì chứ bự lắm nha các bạn. Ông này đã cắt cánh rồi. Ông này 3 mét à, đó, ra xa mới là dùm nhỏ rồi đó mà ra xa mới quay được. Cái dàn diều của mự mà tháo hết nha. Mà sắp cứ 2 mét con 2 mét con. Đây, con nhỏ nhất là 1m6. Đó, con nhỏ nhất là 1m6 nha. Con này là 2 mét mấy không ha, con trong á. Đó, bao la bát ngát luôn nha. Dù này là dù mới không á. Vô nhà hơi tối chút. Đừng ngờ nha, đừng ngờ làm diều. Mấy khoan mấy đục cưa sắt đều đầy đủ đó nha các bạn. Diều này có đèn luôn nha. Đó, quá trời rồi, nãy giờ mấy chục con rồi ta. Còn nữa nha, trong phòng, trong phòng mình không có vô mình quay được, chỉ quay ở ngoài thôi đó. Nãy giờ là đếm bao nhiêu con này ta? Phải tầm 30 có rồi nha. Một lố vậy là 4 con, 5 con. Đây, lố vậy là 5 con nha. Đó, màu sắc sỡ luôn. Đó, diều chúa nè. Này 2m7, 2m8 gì đây. Lô vậy cũng nhiều con lắm nha các bạn. Đó, 2, 4, 5, 6 nè, 6 dưới 5, 11 nè. Nó có 2 sắp này thôi đó, còn bao la trong này không biết bao nhiêu mà kể. Cái con này chưa thử nè. Với lửa này, một cặp với lửa luôn nha. Đó, trắng đỏ nha, bằng kích cỡ luôn. Chưa hết đâu, còn nữa. Đây, đó, các bạn nhìn đi. 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 8 Lô bên này 8 con. Còn lô bên này là 2, 4, 5 5 con. Đó, nhiều lắm các bạn ơi. Thấy chưa? Wow, hết biết, hết biết. Đây, đồ người đây. Dũng cung, giải con cá sấp á. Giải dắp đây, còn bao la. Đó, chưa hết đâu, còn bao lông nữa nè. Thứ dữ không nè. Nè, chúa nè. Chúa này bằng bao lông nha. Chúa này 3,5 mét chưa thả nữa nè. Làm đây treo đây luôn nè. Bạc màu luôn. Bạc màu mà chưa thử leo luôn đó. Trong số này cũng chưa thử leo nữa nè. Còn nhiều lắm nè. Bên này nữa nè các bạn. Đó. Ủa, các bạn tưởng ít hả? Hai sâu này tưởng ít hả? Này nhiêu con? 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10 Đóng bụi luôn. Mấy chục. Mệt
cắt cánh thành công nha. Mình đi thi mà coi như mà dự án làm nhiều này mà đem ra phóng nhiều hồi nãy là cái thứ nhất là nhẹ gió. Đó, cửa sổ đồ đàng hoàng nha. Ba cái là nặng gió bay lên bay xuống ba trận. Còn mình nhẹ gió lên được. Cái thứ hai là mẫu mình mẫu mới không ai có. Hai cái đó là đều làm lâu thôi. Quá đều nha các bạn. Thôi làm con điều này mà canh canh bằng nó cứ con mắt phải tinh đi nhìn cái nào cũng như cái nấy cho nó giống nhau chứ cái bự cái nhỏ rồi. Đó hai cái sườn ở sau là làm thủy tinh. Được chưa? Quá đều. Nè. Còn này là cáp quen này, hai tập cái vũ. Hôm nay cái đít là cái này không dám mít mà để cho thoát khí hai bên. Còn này bánh lái. Hồi nãy mà nó lật ngửa đi xuống là cái này này vũ. Cái đó hả? Cái đó nó trở trở lại không được là cái đó nó kìm y như bánh lái nó nằm ngửa luôn á. Cái đó nó lại nằm ngửa đi xuống á. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Quá đã nha. Bên này là chim ngưỡng là một đòn diều quá cỡ luôn. Cũng khoảng 80 mấy con các bạn. Giải bồ lông luôn, quá trời diều. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.